Hello, hello. Xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là trưa ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ khoảng chừng 1 giờ trưa các bạn ở Cali ở Việt Nam cho nó bước qua ngày thứ bảy rồi Thì Thuận tranh thủ làm video sớm ngày hôm nay tại vì chúng ta có một số những thông tin rất là lớn Thuận muốn chia sẻ với các bạn Nhiều bạn có thể đã đọc thông tin trên mạng xã hội thì cũng đã biết gì xảy ra rồi Nhưng mà Thuận muốn chia sẻ thêm một số góc nhìn khác để các bạn hiểu rõ hơn Và hôm nay sẽ là một cái video ngắn hơn thường lệ Và ngày mai đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ thì sẽ không có video Cho nên Thu muốn dành thời gian để mình nhanh chóng chia sẻ thông tin này với các bạn Chứ bạn đã thấy là hồi sáng này khi mình thức dậy ra thì đã thấy cái thông tin được chia sẻ bởi The Wall Street Journal tạp chí lớn liên quan tới tài chính ở Hoa Kỳ thì họ đã chia sẻ là thông tin nội bộ đó thì cho họ biết là SEC đã trả trở lại những cái đơn Bitcoin Spot ETF gần đây cho những người đã nạp đơn với lý do là những đơn này đã không đầy đủ thì khi mà nghe cái tài liệu này được chia sẻ đó thì trường nạp phần rất là tiêu cực các bạn tại vì đương nhiên đây không phải là thông tin tốt rồi nhưng mà có phải là thông tin xấu hay là không thì cũng không hẳn đâu để chia sẻ thêm để các bạn hiểu rõ chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC tối ngày hôm qua đây thì cũng đã có cái sự tăng trưởng lên tới mức là khoảng 31.200 đô và sáng nay Hoa Kỳ ra thì cũng đã giữ được mức 31.000 nhưng mà sau khi có thông tin này đó thì các bạn đã được cái giá đã tiêu từ mức là 31.000 xuống tới mức thấp hồi sáng này chỉ còn có khoảng chừng 20 9.400 đô thôi các bạn nghĩa là giảm khoảng chừng là 5% khi mà thông tin được chia sẻ nhưng mà sau đó các bạn thấy được là giá cũng đã có một cái sự hụt trở lại bây giờ ở mức là 30.416 đô thì khi mà các bạn chỉ nhìn vào cái tên tựa đề bài viết đó, thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là hoảng sợ trời ơi chúng ta có quá trời những công ty lớn từ phố biết bao nhiêu là cái sự hào hứng FOMO gần đây Ai cũng nghĩ là ít nhiều gì đó, khả năng thông qua thì đương nhiên là có và cao hơn những cái đơn mà chúng ta đã có trước đây. Thì tại sao chưa gì hết không đầy 2 tuần đã bị trả cho về? Thì để thường giải thích rõ hơn với các bạn, khi mà các bạn đọc kỹ bài viết được chia sẻ bởi Wall Street Journal đó, thì có một phần rất là quan trọng để thường chia sẻ phần này với các bạn. SEC đã chia sẻ với The Wall Street Journal đó, thì SEC đã nói với các sàn giao dịch rằng là họ đã trả lại hồ sơ vì họ nghĩ là những công ty mà đã nạp đơn đó không nêu tên sàn giao dịch Bitcoin Spot mà họ dự kiến sẽ có thỏa thuận chia sẻ giám sát hoặc là cung cấp đủ thông tin về chi tiết của các thỏa thuận giám sát đó các công ty có thể cập nhật thêm và nộp trở lại thì các bạn đã hiểu rõ hơn rồi đây không phải là một sự từ chối hiện bây giờ ra họ chỉ nói là thông tin chưa đầy đủ hãy cập nhật thêm thông tin rồi nộp trở lại cho SEC để tiếp tục được xem xét thì các bạn đã thấy là nhìn trong cảnh khác đó thì đây không những là một cái thông tin tiêu cực mà nó còn mang một chút xíu tính chất tích cực nữa các bạn. Tại vì uh, có thể là SEC đang nói với BlackRock là họ cần làm gì để có thể được thông qua và đây như thường chia sẻ đã không phải là một sự từ chối thẳng mà cần có thêm thông tin và cái điểm mà SEC nêu ra cũng là cái điểm mà chúng ta cũng đã nói tới trên channel này rồi các bạn. Các bạn đã nhớ khi mà BlackRock đệ đơn thì thùng đã chia sẻ với các bạn là họ nói là họ có thỏa thuận giám sát với lại Nasdaq và sẽ có một sàn cung cấp thông tin trading uh, để cho Nasdaq giám sát coi là cái uh, volume trading hay là cái cách có gì đó bất thường hay là không để có thể biết được có sự làm giá xảy ra hay là không nhưng mà trong cái đơn mà nạp cho SEC đó thì BlackRock không nói rõ là đó là sàn nào và đó cũng là cái điểm mà Thuận đã từng chia sẻ với các bạn thì hiển nhiên SEC cũng sẽ hỏi câu hỏi đó và hôm nay họ đã chính thức đòi hỏi là cái sàn mà BlackRock chuẩn bị làm việc chung là sàn nào khả năng đó là sàn Coinbase các bạn chỉ có một vấn đề thôi đó chính là sàn Coinbase hiện bây giờ thì đang bị kiện bởi SCC à, về việc là sàn Coinbase cung cấp dịch vụ cho những chứng khoán mà chưa đăng ký thì bây giờ dự kiện nó vẫn đang xảy ra thì không biết có ảnh hưởng đến việc là BlackRock nếu như họ muốn sử dụng sàn Coinbase hay là không. Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà muốn có thông tin giao dịch thì phải là một sàn mà có volume lớn và nếu như mà chúng ta nói sàn volume lớn bây giờ đó thì chỉ có những sàn như là Binance, Coinbase vân vân. Thì các bạn thấy được là Binance là một sàn mà SEC đang cáo buộc rất nhiều điều, thường không nghĩ là BlackRock sẽ làm việc chung như Binance thì bây giờ. Coinbase thì hoàn toàn là có thể tại vì Coinbase là sàn lớn ở Hoa Kỳ và cái volume thì cũng không phải là nhỏ đâu Nhưng mà cụ thể là sàn nào thì chúng ta phải chờ đợi thêm thông tin Có nhiều bạn thì có sự khó hiểu về cái việc là cái thỏa thuận giám sát này là như thế nào, có sàn nào muốn bị giám sát đâu Cái mà SEC nói tới đây đó là BlackRock đã công bố là để có thể giải quyết được cái sự lo lắng của SEC về việc làm giá trên thị trường thì BlackRock sẽ có hợp đồng với là Nasdaq, Nasdaq là cái đơn vị rất lớn ở tài chính Hoa Kỳ các bạn và có nhiều người tin tưởng và Nasdaq nó cũng đã cung cấp nhiều cái phần mềm để theo dõi giao dịch chứng khoán để có thể biết được là có cái gì đó bất thường hay là không thì đối với là cái tên tuổi Nasdaq đó, thì SEC sẽ có sự an tâm nhiều hơn và Nasdaq đương nhiên không có tài liệu giao dịch Bitcoin rồi thì đương nhiên phải có một ai đó cung cấp cái volume những cái giao dịch trên sàn của họ gửi đến cho Nasdaq rồi sẽ dùng phần mềm của Nasdaq để phân tích coi, coi có gì bất thường hay là không thì đó là cái được nói đến đây chúng ta vẫn chưa rõ là BlackRock sẽ new tên sàn nào chúng ta phải tiếp tục chờ đợi mà thôi ngay thời điểm bây giờ đó thì các bạn thấy được là những nhận định thì phần lớn cũng như là thuận dự chia sẻ với các bạn đây đương nhiên không phải là thông tin tốt nhưng mà không phải là thông tin hoàn toàn xấu đâu các bạn nó cũng có một cái phần lạc quan trong đó các bạn đã thấy được là trong một cái bài phỏng vấn khác đó đây là một giáo sư đến từ trường đại học nổi tiếng Indiana University ở Hoa Kỳ đó chính là Vivian Fang thì Vivian Fang cũng có suy nghĩ tương tự ít ra thì SEC không từ chối thẳng và các bạn đã thấy được nếu như SEC thực sự là muốn kéo dài thời gian đó thì tại sao họ lại trả đơn ngay bây giờ trong khi chỉ mới có hai tuần hai tuần mấy mà thôi trong khi mà các bạn thấy được là những công ty như phải đeo đi thì mới chịu nộp ngày hôm qua nếu như mà SEC thực sự là muốn kéo dài thời gian đó thì họ có thể có tới mấy tháng lận họ có thể ngâm đơn mấy tháng rồi sau đó mới trả trở lại thì họ đã trả về nhanh chóng thì nhìn góc cạnh đó cũng có thể là họ muốn nhanh chóng có được tài liệu cần

và có khả năng là sẽ cho thông qua cái Bitcoin Spot ETF Không có gì là chắc chắn hết các bạn Và trên channel này đã chúng ta cũng đã từng nói là khả năng đương nhiên là có Và khả năng Bitcoin Spot ETF được thông qua khi mà chúng ta có sự dẫn đầu của BlackRock Khả năng đó là cao hơn trước đây Nhưng mà không có gì là chắc chắn 100% Chúng ta cũng đã từng nói tới cái con số để các bạn hiểu rõ hơn Là BlackRock đó thì đã nạp tổng cộng là 576 đơn ETF Và trong lịch sử đó thì BlackRock đã thành công có được 575 ETF ETF được thông qua bởi SEC Nhưng là chỉ cứ thất bại một lần một mà thôi không lý do gì mà họ nạp đơn để thất bại lần thứ hai Nhưng mà ngược lại đó thì SEC đã từ chối liên tục 33 đơn Bitcoin Spot ETF liên tục rồi Thì có khả năng đây lại sẽ là cái đơn thứ 34 Cho nên nó là một cái uh, cuộc cân bằng Các bạn thấy được là khả năng bây giờ hầu như mọi người nói là khoảng chừng 50-50 Hiện bây giờ như Đình Thường đã từng chia sẻ với các bạn chứ không phải là 100% Nhưng mà bây giờ đó thì thông tin này nó cũng không hẳn là hoàn toàn xấu và giáo sư Vivian Fan cũng đã nói thật ra à, SEC đó đòi hỏi thêm tài liệu khi mà có đơn để xin duyệt qua ETF đó thì cũng là bình thường đây là cái hoạt động bình thường của SEC bất cứ ai nạp đơn đó thì cũng giống như tất cả những đơn mà các bạn nạp cho những cơ quan chính phủ khác nhau thì khi mà họ có câu hỏi họ cần bổ sung thì họ sẽ trả đơn về cái mà bổ sung rồi nộp trở lại đây là hoạt động cũng rất bình thường mà thôi cái mà chúng ta biết đó là thị trường hầu như đã phản ứng khá là tiêu cực với thông tin này Các bạn thấy được là đã có một cái sự giảm giá rất là nhanh Trong thời gian mà thông tin này được chia sẻ giảm xuống còn 29.400 đô Bây giờ chúng ta vẫn hơn 30.000 đô Có thể là nhiều bạn có sự lo lắng và cảm thấy là không được vui Tại vì chúng ta cũng đã vừa bước vào cuối tuần Thì chưa gì hết đã có thông tin xấu rồi Thì thật ra khi các bạn nhìn vào Crypto Bubble trong vòng 24 giờ qua Phần lớn thị trường vẫn đang xanh các bạn Chúng ta nhìn thấy được là giá của BTC ngay bây giờ khi làm video là khoảng 30.400 đô Khi các bạn xem video đó không biết giá là bao nhiêu các bạn hãy comment ở bên dưới Nhưng mà chúng ta thấy được là cái mức giá ngay thời điểm là video này so với lại ngày hôm qua đó thì cũng cỡ đó mà thôi không có khác biệt nhiều các bạn hôm qua thường làm video thì chúng ta cũng đã thấy là giá khoảng chừng là 30.600 đô thường nhớ cỡ đó bây giờ 30.400 đô thì cũng không có nhiều sự khác biệt chỉ là chúng ta đã từng chứng kiến một thời gian ngắn hồi tối này giá BTC lên tới mức 31.200 đô cho nên các bạn mới cảm thấy được là giá bây giờ uh, cảm thấy là thất vọng tại vì đã không tiếp tục tăng trưởng nữa Tổng số vốn hóa của thiên crypto trong vòng 24 giờ qua thì vẫn tăng 1,6% cho bạn Chúng ta vẫn có những đồng nhiều tiêu thì trong vòng 24 giờ qua vẫn tăng 4% các bạn BNB vẫn tăng 3% chúng ta có Cardano cũng tăng 4% Dogecoin cũng như vậy và Litecoin tăng 24.8% và chúng ta được là Litecoin đây thì có một sự kiện sắp xảy ra đó chính là Litecoin halving. Tại vì các bạn đã biết là Litecoin là mã nguồn từ BTC, cho nên cũng có cái hiện tượng halving, có nghĩa là cái số lượng Litecoin được đào mỗi một lóc sẽ bị giảm đi phần nữa. Thường thì sự kiện này đã cũng không có nhiều người quan tâm đâu các bạn. Người ta quan tâm nhiều hơn là cái uh, tình hình halving của BTC. Nhưng mà đối với Litecoin đó thì uh, tôi nghĩ là halving chỉ là một phần mà thôi. Tại vì những năm trước đó halving nó cũng không phải là cái gì đó uh, khiến cho Litecoin có sự tăng trưởng mạnh. Nhưng mà ngược lại gần đây. Uh, chúng ta có một sự kiện có thể liên quan tới sự tăng giá của Litecoin và đặc biệt là sự tăng giá của Bitcoin Cash các bạn. Bitcoin Cash gần đây cũng đã có một cái sự tăng giá không hề nhỏ Chúng ta đã thấy được là BTC thì trong vòng một tuần qua đó xuống 1,3% Nhưng mà Bitcoin Cash trong vòng một tuần qua thì tăng tới 66% nữa các bạn Và trong vòng 2-4 giờ qua thì tăng 22% Lý do đó thường nghĩ là liên quan tới sàn EDX Đây là cái sàn mà được hậu thuẫn bởi những công ty lớn như là Charles Schwab và Fidelity Thì đây là một sàn mà cung cấp dịch vụ cho những cái tổ chức đầu tư khác Chứ không phải là những cái người bình thường như thủ mà các bạn Nhưng mà cái sàn mà EDX đó, mà được hoạt động bây giờ sang đó nó chỉ cung cấp dịch vụ cho bốn đồng mà thôi thứ nhất là btc thứ nhì là tiêu thứ ba là litecoin và thứ tư là bitcoin cash khả năng rất là cao luôn là nhiều người cảm thấy được là BTC có thể là vốn hóa là quá cao đối với họ Ethereum thì cũng đã có sự tăng trưởng không hề nhỏ mấy năm qua Ngược lại họ cảm thấy là Litecoin và Bitcoin Cash thì hơi bị bỏ rơi Và có thể là có cái sự tăng trưởng sau này Và đó là bốn đồng duy nhất được hỗ trợ bởi sàn EDX Cho nên có khả năng là nhiều những tổ chức đầu tư họ lại thu mua Litecoin và Bitcoin Cash Hay là ngược lại có thể là không có tổ chức đầu tư nào thu mua Litecoin và Bitcoin Cash Mà là những người bình thường họ nghĩ là những tổ chức đầu tư sẽ thu mua cho nên họ mới thu mua dẫn đến giá cả tăng trưởng nói chung đó thì hiện bây giờ thường không có lưu trữ Litecoin và Bitcoin Cash các bạn có lưu trữ hay không và các bạn có cảm nhận như thế nào Litecoin là một trong những đồng mà thường rất yêu thích từ xưa các bạn nhưng mà thật ra đối với thường đó, thì cho Lily cũng làm thường khá là thất vọng à, cho nên thường không còn lưu trữ Litecoin nữa sau này như thế nào thì sau này tính tiếp và chúng ta đã thấy được là giá của BTC cho dù sau này nữa đó thì tháng này Kết thúc vẫn sẽ là một màu xanh. Chúng ta nhìn thấy được khi mà chuyển qua cái ngọn nến tính theo tháng các bạn. Thì các bạn thấy được là mỗi ngọn nến này là một tháng. Thì để thường zoom ra một chút đi các bạn thấy rõ ràng hơn. Thì đây là cái tài liệu tháng 6. Đương nhiên chúng ta vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng mà các bạn thấy tháng 6 bắt đầu ở mức là 27.200 đô và chúng ta bây giờ mức này đó thì tháng 6 vẫn tăng khoảng chừng là 11 12% và các bạn thấy đây cũng là một trong những điều khác nhiều so với những năm trước đó các bạn thấy được là năm 2022 tháng 6 đó thì chúng ta có sự giảm là 37%, năm trước đó nữa 2021 đó tháng 6 thì giảm 6% và năm 2020 tháng 6 giảm 3,3% Năm nay thì lại ngược lại các bạn vẫn có sự tăng trưởng Và chúng ta nhìn thấy được là tháng 7 Thì tháng 7 đó dựa theo lịch sử của 3 năm trước là một tháng rất là xanh Và tối hôm qua đã được hỏi các bạn là hai ông bà này đang nói gì Wow bây giờ chúng ta cũng đã biết rồi <laughs> cho cái bạn một chút mà thôi. Thì ngoài chưa cái thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF ra đó thì tình hình tài chính nó chung như thế nào thì các bạn có thể thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay đó lại rất là xanh trở lại. Chúng ta nhìn thấy được là Nasdaq hiện bây giờ mức là tăng 1.45%, kết thúc ngày thứ sáu, S&P 500 tăng 1.23 và Dow Jones tăng 0.84. Ngược lại chúng ta nhìn thấy được là vàng thì không có sự thay đổi nhiều ở mức 1926 đô cho một ounce vàng. Hợp đồng dầu đó thì ở mức là 70 đô các bạn, coi như là cũng vẫn tiếp tục ở mức thấp. Thì một trong lý do tại sao chúng ta thấy có màu xanh xuất hiện ở trên thị trường tài chính nói chung, đó chính là chúng ta có chỉ số lạm phát PCE rất là tốt các bạn. Chỉ số lạm phát PCE tính chung đó là giảm còn 3,8% thấp hơn nhiều so với ước tính là 4,6 các bạn. Wow, chỉ số này đây là chỉ số mà Fed quan tâm tới nhiều hơn và giảm cũng mạnh so với lại cái chỉ số PCI và core PC người ta không tính lương thực và thực phẩm đó, thì các bạn thấy là mức 4,6% thì vẫn thấp hơn ước tính là 4,7 nói chung là thông tin tốt liên quan tới lạm phát mà Fed quan tâm nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là CME hiện bây giờ đó thì ra sao các bạn thì bây giờ thì cũng không có nhiều sự thay đổi chúng ta thấy được là 84% bao nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng 0.25 hầu như thường đã chia sẻ với các bạn đã Fed rất bước tâm tăng thêm ít nhất một lần nữa cho nên những cái thông tin này nó cũng không có hệ ứng gì nhưng mà ít ra cũng cho thị trường chứng khoán một cái sự lạc quan ngày hôm nay khi mà kết thúc bước vào cuối tuần và tuần sau đó thì có một ngày lễ lớn đó chính là ngày lễ July 4 ngày độc lập ở Hoa Kỳ và chính màn hình các bạn đó, đây là cái biểu đồ liên quan tới PC để các bạn thấy hình dung được là chỉ số lạm phát này đó có sự tiến triển ra sao thì các bạn để ý đến hai cái màu thứ nhất là màu đen và thứ nhì là màu vàng các bạn màu đen là chỉ số PC và cái màu vàng các bạn đây chính là chỉ số core PC không tính năng lượng và thực phẩm thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái đường màu đen này cũng đã có một cái sự suy giảm tháng này và tháng nọ các bạn đã thấy trên màn hình đường màu đen này đã tiếp tục tiếp tục suy giảm cái đường màu vàng này đã thì cũng suy giảm các bạn nhưng mà tốc độ không có nhanh nó cũng tương tự như chúng ta nhìn thấy tài liệu liên quan tới chỉ số CPI và core CPI CPI thì xuống nhanh nhưng mà core CPI đó thì xuống chậm hơn các bạn thấy được là CPI bây giờ cũng có xu hướng tương tự và cuối cùng đó thì chúng ta có một cái thông tin thông tin này là đến từ Elon Musk các bạn thì Elon Musk trên Twitter chia sẻ là có khả năng trận đánh với lại Mark Zuckerberg sẽ xảy ra ở đấu trường La Mã. Và các bạn thấy là chính quyền Ý thì cũng đã lên tiếng nói là Elon Musk và Mark Zuckerberg sẽ được chào đón để chiến đấu tại đấu trường La Mã. Và đây là tất cả những thông tin mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn như nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Thì giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance Và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên, nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có nói biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short